Lâu nay, nông dân huyện miền núi Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa thường trăn trở với đầu ra nông sản, nhất là bưởi da xanh, loại trái cây đặc sản của địa phương. Thế nhưng loại bưởi da xanh này đã đến được thị trường thế giới nhờ có doanh nghiệp bao tiêu sản phẩm. Tại sự kiện kết nối Tết BNI Expo, bưởi da xanh Khánh Vĩnh đã được giới thiệu đến người tiêu dùng thành phố Hồ Chí Minh thông qua công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu trái cây và nông sản Ngân Nguyễn. Đây là doanh nghiệp mới thành lập năm 2020 nhưng rất nhanh nhạy trong xúc tiến thương mại, đầu tư chế biến, thu mua hàng nông sản trên địa bàn, trong đó chủ lực là bưởi da xanh với số lượng lớn đến hàng ngàn tấn. Cái nông sản này lại do là những người ở vùng sâu, đồng bào dân tộc thiểu số chúng ta làm ra. Nhưng mà chúng ta cũng có thể là đưa cái sản phẩm này ra với lại thị trường trong nước và thị trường quốc tế. Bởi vì cái chất lượng của bà con nông dân đã được cái sự hỗ trợ của nhà nước, của chính quyền địa phương rất là nhiều về những cái canh tác, về kỹ thuật và về vùng trồng. Thời gian tới, đơn vị sẽ phát triển thêm 100 công nhân, 3 đại lý, 2 chi nhánh tại miền Bắc và miền Nam, đồng thời tham gia đề án chuỗi xúc tiến thương mại quốc tế, mang sản phẩm bưởi da xanh và những sản phẩm có chất lượng đến các thị trường trên thế giới, hướng tới các sản phẩm đạt OCOP 4-5 sao. Công ty cũng sẽ phát triển đội ngũ kỹ thuật viên kết nối, hướng dẫn nhà vườn sản xuất theo chuẩn, truy xuất nguồn gốc, xây dựng mã vùng trồng theo đề án của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.